Chào mọi người nhé, hôm nay mình đi bắt cá ở Sông Pa. Hôm nay mình đi nhiều người lắm. Chỉ có hai người đi trước. Giờ đi đâu đây? Đi đâu Đi đây? bắt cá nha. Hôm nay đi bắt cá thả lưới cho mọi người ơi. Được chưa? Anh lên đi ạ. Hello. Đi thả lưới. Thả lưới à? Thả lưới ở đâu vậy? Trong này. Thả đi. Cái đường này. Thu tay, theo vậy. Rồi tới suối cho mọi người nha. Đây tới tới hồ bơi rồi. Đây này hồ bơi này. Kìa bọn mình nhiều lắm. Ngon không? Ngon. Ngon. Chuồng lấy cá nha. Giờ hôm nay đánh chài đấy mọi người. Đồ dạ, mọi người là nhiều quá. Có trải bây giờ có thọt ra bơi. Đây. Giờ xuống là bắt cá. Đây nha. Đây là lưới bắt cá này. Ở chỗ ống lên. Rồi, ok. Ơi, ông kia. Chưa à? Ông này có cá chưa ông này? Ô, cá gì mà to dữ vậy ha? Cá gì mà số mấy luôn hả? Ông có biết bắt cá không vậy? Không. Ông không biết, ông đừng có bắt kìa. Ông ăn bắt ông á. Thôi có trai, thôi có trai. Đây nha mọi người nha. Lúc nãy em chúng tôi bắt cá mà không quay được nha mọi người. Xài xài điện thoại dính nước nha mọi người. Đây nha. Khoảng 10 cái nha. Đây nha. Rồi chúng tôi đi nướng cá đây. Đầy cá một đống này. Một bao gần một bao luôn. Ông kia đi đâu vậy? Ơi. Đi về nhà. Từ nãy giờ tìm chỗ ở mà chưa có, bây giờ đã có rồi, có rồi đây. Đẹp không? Chỗ này đẹp này.
Ok. Đây, kiếm củi đi. Ca ơi, kiếm củi đi đại ca. Đại ca gửi áo, đại ca đây gửi áo này. Ý vải luôn. Anh này có củi lớn, củi to, củi bự, củi nhỏ, củi to nhỏ luôn. Ồ, hồi nay ông đi kiếm ở đâu vậy ông nội? Đầy. Đầy luôn à? Dạ đủ chưa? Ông già. À? Ông bắt cá hả? Hay là đi về làm rẫy? À? Làm rẫy hả? Trên đi về hả? Đây xe làm tạc này chờ bằng. Nhau không? Hả? Không. Đâu khỏi dữ ha. Khỏi quá trời luôn. Rồi chậm lửa nha mọi người nha. Giờ em đi nhé, em cứ bước đi. Anh không tiếc chi hay là vương vấn làm gì. Người con gái đừng thương yêu rất nhiều. Mà giờ đây em vội vàng đổi thay. Một người như thế có nên tiếc không? Lòng ta đớn đau khi đã lỡ yêu rồi. Người yêu ta sao ta không chọn? Mà phải yêu một người không yêu ta. Thật sự đáng cay. Đây là chú Việt Nam nhé, không phải là chú của Mỹ. Anh không tiếc chi hay là vẫn làm gì. Người con gái từng thương yêu rất nhiều. Mà giờ đây em vội vàng đổi thay. Một người như thế có nguyên tiếc không? Lòng ta đớn đau khi đã lỡ yêu rồi. Người yêu ta sao ta không chọn mà phải yêu một người không yêu ta. Thật sự đáng cay. À đủ. Và xin chúc em thật hạnh phúc. Và dòng tiếng khắp với sao mơ tan đi chăng? Ở anh đi con khắp với. Rằng cho dòng tiền khắp cơ in xa mơ tan đi kèng. Dòng tiền khắp cơ in. Giờ lấy cá nướng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tiếng khắp với xa mơ pran đi căng cơ a răng thêm ra cây dòng sông mơ nuôi đêm nhớ xa mơ dòng tiếng khắp cơ tươi ở ắt đi câu khắp ơi dùng y phu khắp cơ câu ở ắt đi câu khắp ơi răng choa dòng tiếng khắp cơ summer pran ikang te arang kemrakai yong sang manui rinye summer yong keng khap te ing.